Xin chào các bạn, với chiếc Vanker DJX10 thì nó điều chỉnh rất là dễ. Thông thường mới về nhà thì các bạn cứ để nguyên tất cả phần EQ này, các bạn cứ để nguyên để 12 giờ là ok rồi. Ngoài ra thì cái phần lever này là phần xanh xanh này, các bạn để khoảng non tí khoảng 11 giờ. Còn nếu phòng của các bạn mà nó bị vang á thì các bạn sẽ giảm đi, còn nếu mà nó kém vang thì các bạn sẽ tăng phần lever lên các bạn nhá. Thì các bạn cứ alo 5612. Chúng ta sẽ lấy tô vít được vậy. Có một cái lưu ý nữa, đó chính là cái echo tổng. Cái echo tổng này rất nhiều khách hàng đã báo cho mình không chỉ có vang DJ này mà vang khác. Thì thường các bạn để cái này rất là non. Theo kinh nghiệm của mình á thì nó có phụ thuộc vào loa, theo vị trí phòng, nhưng mà thường thường á nếu mà giọng hát của các bạn yếu, ví dụ như giọng mình rất là yếu thì mình hát kém mà, thì mình thường để khoảng 1 giờ hoặc là khoảng 2 giờ là ok như thế này này. 1, 2, 5, 6. Thông thường người mà hát tốt, người ta vào alo thì nó sẽ khoảng 6 tiếng đến 7 tiếng. Nhưng mình hát kém thì mình khoảng 8 tiếng. Alo, đấy khoảng 8 tiếng thì là ok. Thế là giọng hát yếu các bạn nhá. Còn những người hát tốt thì để khoảng 6 tiếng thôi là hát là rất tốt rồi. Mình sẽ thử cho bạn xem, tăng phần này lên là được. 1, 2, nếu mà giảm đi nhá. 1, 2, cô gọi là 5, 6. Như này khoảng 4-5 tiếng này thì với giọng hát người yếu thì hơi khó hát. Các bạn tăng lên một chút. 5, 6, 1, 2. Như này rất ok, con này chống ngú rất tốt. Mình bật nhạc, mình alo thử cho bạn xem này. 1, 2, 2. 5, 6, 1, 2. Rất ok các bạn nhé, con DJX10 này tiếng rất hay, chống ngú rất là cừ luôn. Các bạn muốn tham khảo giá bán, muốn đặt mua thì bấm vào giỏ bên góc bên trái để có thể đặt mua. Cảm ơn bạn đã xem video.